thấy mấy con cá nhảy nhảy đó không? Mấy con cá đó cá đói đó các bạn. Thấy nhảy nhảy vậy chứ một con là khoảng hơn 2 kg các bạn. Con là khoảng 20 kg rồi, 20 kg. Đây thì Nhật không ăn cá đói các bạn. Người ta cũng ăn nhưng mà chỉ ăn mùa đông thôi, cá đói nhiều lắm các bạn. Bắt được cá đói luôn. Đây các bạn, mình kiếm một con đó là không biết cá gì cả, đẹp lắm. Mình cá này mình thả lại các bạn, mình lấy mình thả lại nha. Đây các bạn, dính cá đói các bạn. Móc vô mình đó nè. Con cá này mình thả lại các bạn. Thả cho đi nha các bạn. Con này chắc cũng 2 kg các bạn. Đây các bạn, thả cho đi các bạn. Các bạn.
dính hai con cá đói các bạn. Dỡ lên đó rồi. Cái đói thì nó kéo cũng mạnh lắm các bạn. Cái đói thì bữa nay mình không có lấy, mình thả lại các bạn. Cũng rất mong nhận được sự yêu mến của quý khán giả. Bây giờ cũng có tiếp. Nãy giờ dính hai cái đói thì các bạn. Đây các bạn, mình mới câu dính được cá này các bạn. Đây. Cá này mình không biết tên cá gì luôn. Đây là dính cái miệng đó. Dũng xin chào quý khán giả và các bạn thân mến. Thì hôm nay Dũng chỉ câu được có là chiều thì có hai cá đói mà mình thả hai cá đói lại các bạn. Thì chứ một con cá hamachi nhỏ các bạn. Đây các bạn, thì được con cá này các bạn. Cá này thì hồi nãy mình hỏi chú kia, chú nói là con cá này tên hamachi, thịt nó ngon các bạn. Đây. Rồi. Thì Dũng xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả ở clip sau. Xin chào thân ái.